Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đến 15 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2022 cụ thể như sau. Số ca mắc mới trong ngày 92 ca, bao gồm huyện Kế Sách 16, huyện Trần Đề 15, thị xã Ngã Năm 11, thị xã Vĩnh Châu 11, huyện Cù Lao Dung 10, huyện Mỹ Tú 10, thành phố Sóc Trăng 7, huyện Mỹ Xuyên 4, huyện Long Phú 3, huyện Thạnh Trị 3, huyện Châu Thành 2. Số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại 30.955 ca, bao gồm huyện Trần Đề 5.820, huyện Kế Sách 4.497, thành phố Sóc Trăng 3.817, thị xã Vĩnh Châu 3.573, huyện Châu Thành 3.241, huyện Mỹ Tú 2.890, huyện Thạnh Trị 2.136, huyện Long Phú 1.673, huyện Mỹ Xuyên 1.352, thị xã Ngã Năm 1.153, huyện Cù Lao Dung 803. Số bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong ngày là 197. Số bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng đã điều trị khỏi tới thời điểm hiện tại là 26.313. Số bệnh nhân tử vong có liên quan đến COVID-19 trong ngày là 9, cộng dồn là 399 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 1.681 ca. Về tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi là 100%. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi là 97,9%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 100%, tiêm mũi 2 là 94,3%. Tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, hãy chủ động liên hệ trạm y tế gần nhất để đăng ký tiêm sớm. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan, lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Cài đặt ứng dụng PC COVID để có mã QR.